Thưa quý vị và các bạn, chương trình ký ức âm thanh nhằm ôn lại những kỷ niệm bữa đó ổng với Hằng Sơn đi qua thăm kháng chiến giải phóng dân tộc qua một số ca khúc viết về đề tài này. Có nhiều bài hát đã đổi thay. Hãy subscribe.
về giờ đi đến 2 giờ đi đâu khỏi cần mang đồ. Qua chị Nga thì cứ lấy đồ chị Nga mà. Thank you.
xe Hồ Lạc rồi. Mở cái nón cao vò đội lên cho giống xe ngựa. Lấy bông giùm chị cái tới. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.